Thưa quý vị, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bình Dương xếp thứ 3 toàn quốc. Thứ hạng này thể hiện tính đúng đắn, hiệu quả trong các giải pháp mà tỉnh triển khai để khắc phục những khó khăn mà dịch COVID-19 gây ra, đồng thời cho thấy chất lượng dạy thật, học thật của thầy và trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Bình Dương có hơn 12.800 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Không chỉ công tác tổ chức các ngày thi đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà kết quả điểm thi trung bình của tỉnh còn đạt cao, 7,021 điểm, chỉ đứng sau Nam Định và Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, điểm trung bình môn ngoại ngữ và môn toán của tỉnh đứng thứ hai cả nước với 6,250 điểm và 7,145 điểm. Có thể khẳng định, Bình Dương tiếp tục có năm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành công và đạt kết quả đáng tự hào. Với sự chỉ đạo của tỉnh phải hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo chất lượng thì Sở Giáo dục cũng đã ra rất nhiều giải pháp để giúp cho các trường hoàn thành tốt chỉ tiêu năm học. Và tôi nhận thấy kết quả này đã xứng đáng với những cái công lao, những cái đóng góp của quý thầy cô. Đặc biệt là tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận tất cả những cái nỗ lực của quý thầy cô trong thời gian dài đã hỗ trợ cho ngành giáo dục, đã giúp cho các em hoàn thành tốt cái kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 này. Theo kết quả điểm thi, ba đơn vị trường công lập dẫn đầu tỉnh kỳ thi năm nay là trường Trung học phổ thông Dĩ An, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Dương và trường Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức. Điểm trung bình môn thi của các trường ở thị xã thành phố với trường ở huyện vùng xa chênh lệch không đáng kể. Điều này cho thấy chất lượng dạy và học của tỉnh khá đồng đều từ đô thị đến nông thôn. Tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông của Bình Dương năm 2022 là 99,74%, cao hơn so với năm 2021. Đây là một kết quả rất là phấn khởi, đánh dấu những bước tiếp theo của trường trung học phổ thông Dĩ An trong thời gian sắp tới. Chúng tôi cũng quyết tâm sẽ thực hiện theo khẩu hiệu dạy thật, chất lượng thật và học sinh đến trường bằng một niềm vui. Với cái khẩu hiệu và cái quyết tâm của ngành là sẽ tiếp tục đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả. Chúng tôi rất mong muốn sẽ có một cái kết quả tốt đẹp hơn trong năm học 2022-2023. Với khẩu hiệu dạy thật, học thật cùng tinh thần nỗ lực vượt khó, ngành giáo dục Bình Dương sẽ phát huy kết quả đạt được và tiếp tục đạt nhiều thành tích ấn tượng trong các năm học tiếp theo. Qua đó, đào tạo nên nguồn nhân lực có chất lượng, tham gia vào quá trình xây dựng quê hương Bình Dương thông minh, hội nhập, phát triển bền vững.